Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ HP Photoshop.com. Ngày nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để chúng ta tạo ra một cái hình 360 độ chúng ta up lên Facebook từ máy tính, làm từ Photoshop nha, chứ không phải là từ hình chụp điện thoại. Rồi đây là chúng ta có một cái hình như thế này, hình chụp bình thường thôi, nhưng mà để cho nó đẹp nhất á thì mình nghĩ là các bạn nên chọn cái hình mà nó có cái người, cái chủ thể hay là cái người, những cái nó đại khái là nhân vật chính á, thì nó nằm ở phần giữa như thế này. Nó có một cái khoảng trống ở trên cũng như ở dưới để chúng ta làm khi nó sẽ bị cong, chứ nó không giống như là ảnh 360 độ bình thường. Kiểu như thế này, hình 360 chính góc của nó như thế này nó sẽ đẹp hơn. Tuy nhiên đây là mình chế mà từ cái hình bình thường thôi. Hoặc là chúng ta tạo ra một cái chọn cái hình mà nó dạng như là cái texture, tức là màu không thôi, thì nó sẽ đẹp hơn. Tuy nhiên đây là mình muốn làm cho nó vui thì chúng ta dùng cái này. Thì ở đây mình sẽ làm như sau ha. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải làm cho cái hình chúng ta có cái tỷ lệ là 2:1, nghĩa là nó khoảng cái hình của chúng ta nó sẽ phải có cái kích thước là ví dụ như là 10.000 x 5.000, 6.000 x 3.000, đại khái thế. Hoặc không là một cái hình ta đã có sẵn rồi, chúng ta cứ chọn cái công cụ Crop Tool. Và ở phần này chúng ta chọn là Ratio và chúng ta chọn là 2:1 ha, 2:1. Thì đây chúng ta có thể click vào đây, chúng ta Photoshop sẽ càng sẵn cho chúng ta. Như nói để cho đẹp nhất á, thì chúng ta sẽ để cho hình người vào trong một chút xíu thì nó sẽ đẹp. Click OK. Rồi, ở đây cái việc tiếp theo chúng ta sẽ phải làm đó là chúng ta phải thêm cái data, cái info data của cái hình để cho Facebook nó nhận diện ra là hình 360. Còn nếu không, các bạn để nguyên như vậy lưu lại thì nó sẽ không nhận là 360 đâu. Cách làm như sau, chúng ta sẽ vào file, chọn là file info, và ở đây chúng ta chọn cái template, đây chọn là import ha, import. Tiếp theo là chúng ta sẽ chọn tới cái file XMP, là cái file mà để chúng ta thêm cái data vào. Cái file này các bạn tải thì mình sẽ để ngay cái link ở ngay phía dưới video này ha, phần comment cũng sẽ có. Đừng quên like, comment và share cái tutorial này ha. Rồi sau khi xong ta chọn open. Đây nó hỏi chúng ta chọn như gì, thì đây mình nghĩ là một là chúng ta có thể sử dụng cái replay này ha. Chọn cái keep original metadata và chọn là put replay để cho nó, khi mà các bạn sử dụng cái máy chụp của các bạn muốn giữ lại những cái data này chẳng hạn thế, thì các bạn chọn cái này ha để cho nó replay lại. Còn nếu các bạn để clear existing, tức là tất cả cái này sẽ bị xóa hết. Cho nên là mình nghĩ chọn cái thứ hai. Còn nếu hình bình thường các bạn để một cũng được, không sao hết. Rồi chúng ta chọn OK ha. Sau khi import và xong rồi, chúng ta chọn OK. OK, và nó sẽ không có thay đổi gì đâu, tại vì cái này nó thuộc về dạng là một cái file ngầm thôi, cái info của cái hình thôi. Chúng ta sẽ lưu lại file là file JPEG ha, tên gì cũng được. Sau khi xong rồi, đây các bạn có thể thêm một cái chữ gì đấy cho nó vui, ví dụ như là HP Photoshop chẳng hạn vậy, để cho các bạn thấy là nó sẽ có cái chữ nó hiện ra khá là hài hài và nó lạ. Thì đại khái là sẽ cho người ta biết là mình làm cái này bằng nó bằng Photoshop, bằng trên máy nó sẽ ngầu hơn so với việc là sử dụng một cái app nào đấy ha. App điện thoại thì bây giờ nó dễ quá rồi, có rất nhiều app rồi, search 360 photo cái nó hiện ra đầy. Mình cũng có một số cái tool chọn dùng cái app Google Street. OK, thêm chữ rồi ha, chúng ta cũng lưu lại bình thường. Hồi nãy mình đã thêm cái import cái info rồi, chúng ta cứ lưu lại thôi. OK. Tiếp theo chúng ta sẽ lên Facebook và chúng ta sẽ thêm cái hình vô. Ở đây mình sẽ chọn cái thêm ảnh và chúng ta chọn tới cái file hình của chúng ta. Khi lên, các bạn thấy là một cái có sẽ có cái icon 360 độ ở ngay phía giữa này là OK rồi đó. Mình sẽ để là chỉ mình tôi, đây mình test thôi. Đấy, nhiều khi up hình gái lên cái gấu nhìn vô cái lại hỏi là con nào thế này, hay thế cũng mệt. Sau khi up xong ta bấm nút đăng thôi là tự động nó sẽ nhận. Và đây thường nó sẽ có thêm khoảng xử lý nữa. Rồi, đây các bạn có thể thấy là chúng ta có thể kéo và di chuyển 360 độ khá là vui. Những cái cách này chúng ta có cách để chúng ta fix ha, thì cái đó các bạn có thể tự nghiên cứu thêm, hoặc là ở trong một cái thời gian gần nhất mình sẽ hướng dẫn các bạn cái xử lý cái trường hợp đấy. Rồi, kêu cái thể dõi tốt này, đừng quên like, subscribe, click quảng cáo và share. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn tốt.